Lượng xin kính chào toàn thể quý cô bác quay trở lại video tiếp theo trên kênh Nhà Núi Tây Bắc của Lượng. Hiện tại Lượng đang có mặt tại chợ phiên của trung tâm huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai các bác ạ. Chợ ở nơi đây thì họp vào sáng ngày chủ nhật hàng tuần. Ở khu vực trước mặt Lượng đây là khu vực họ bán chó này. Nói chung là chó Bắc Hà là một cái giống chó khá là nổi tiếng nhá. Em chào anh nhá. Anh cho em hỏi con chó này anh bán bao tiền đấy? 6 triệu ạ. 6 triệu à? Con này mình nuôi lâu chưa? Chưa. Nó đẹp, đẹp nhỉ. Bao tiền con này? 6 triệu. Ở đây họ bán mấy con chó đỏ khá là đẹp này các bác ạ. Ô tô thì là hả? Cô ơi, cháu hỏi tí cái này bán bao tiền con đấy? Con nào em? Con này đi ạ. Con này 17 triệu. 7 triệu à? 17 triệu hay 7 triệu ạ? 17 triệu. À 17 triệu. 17 triệu con chó. Con này là 10 triệu. Con này 10 triệu ạ. Đây hai con chó đỏ đây họ bán giá khá là cao mà rất là đẹp nha các bác ạ. Này đẹp nha chú nha. Có tiền mua cả đôi này đi nuôi. Con này đẹp nhỉ cô nhỉ? Bán bao tiền con này đấy cô? 3 triệu. 3 triệu. Đẹp thật. Con này để lâu chưa cô? Được 2 tháng rồi. Được 2 tháng rồi. Đi ra đâu rồi? Lưỡi không đốm. Đấy. Đây các bác có thể thấy được là khu vực họ bán chó rất là đông người đến trao đổi mua bán chó nhé. Qua khu vực bán chó là khu vực họ bán lợn đen này các bác ạ. Đây thì đa số là lợn đen họ thả rông và không đưa cám tăng trọng. Lợn thì thường thường họ sẽ để vào trong những cái bao tải này mang đi bán, hoặc là một số người cho những cái lồng. Anh ơi cho em hỏi tí con lợn này anh bán bao nhiêu đấy? Vâng. Bán 2 triệu. 2 triệu à? Trước mặt Lượng đây là khu vực họ bán măng rừng này, đặc sản vùng cao nha các bác ạ. Cháu chào các cô nhá. Cháu quay phim tí. Mình bán ngô à cô? À vâng. Đây thì họ bán ngô. Đấy, bên dưới này là bán gạo nha các bác ạ. Cháu chào bà nhá. Bà cháu hỏi đây nếp nương hay là nếp ruộng đây ạ? Nếp nương ạ. À nếp nương ạ. Đây là gạo ăn đấy, gạo ngon đấy. À vâng. Cháu chào cô ạ. Đây là nếp cẩm à cô? Đây là nếp cẩm ạ. 25 chị ạ. Cái này là mình cấy ở ruộng đúng không ạ? Cái này cấy ở nương ạ. Cái này ăn thơm lắm nhỉ cô nhỉ? Cái này là nếp cũng vẫn thơm. Đấy cũng là nếp nương này ạ? Ừ, đây là nếp nương. Cái này là nếp nương. Trước mặt Lượng đây là khu vực họ bán vải thổ cẩm của đồng bào người Hơ Mông này các bác ạ. Rất là đẹp luôn nhá. Đây là thịt trâu sấy này, trâu gác bếp đặc sản vùng cao. Và đây là thịt ba chỉ lợn gác bếp này các bác ạ. Và ngay bên cạnh đây là lạp sườn gác bếp. Còn đây là những cái củ tam thất phơi khô nhá và nụ hoa bao tử tam thất. Hiện tại thì Lượng đang di chuyển vào khu vực bên trong chợ nông sản. Bên trong này họ bán khá là nhiều những cái mặt hàng đặc sản địa phương nhá và những cái dược liệu ở trên vùng cao. Đây thì họ có một ít phong lan này các bác ạ. Và đây là cái cây thất diệp nhất chi hoa nhá. Gọi là tam thất rừng.
dám cắn. Cái này thì là cây bảy lá một hoa đấy các bác ạ. Cái này thì họ kiểu là lấy từ trên rừng về họ trồng. Ôi, con cú mèo này mình bán bao tiền đấy chú? Này à, 60.000. 60.000 con cú mèo này à? Mình bắt về à hay là bẫy đấy? Đấy. Giống này ban đêm soi vào mắt nó nhìn ghê lắm. Xanh lè. Cháu chào chú nhá. Chú ơi, cháu hỏi tí, đây là cái này dùng để làm gì đây ạ? Dao phác, cuốc. À, cán dao, cán cuốc à? À, vâng, vâng. Và đây là những cái củ ba kích này. Nói chung là bây giờ đầu năm ấy thì là bà con cũng hạn chế đào ba kích đi bán. Giờ đầu năm chợ ít khách đấy. Đây những cái ba kích tím này các bác ạ. Cái này dùng để bổ thận sáng xương. Này, các bác có thể thấy này, rất là tím luôn nhá. Em chào anh nhá. Cái này mình đào về lâu chưa? Một tuần rồi cơ ạ. Đào từ trước Tết rồi cơ ạ. Thế nó vẫn còn tím được như này nhỉ? Cái giống này nó bảo quản được lâu nhỉ? Đây các bác có thể quan sát được những cái củ ba kích tím rừng Tây Bắc nhá. Cái này thì các bác mang về tách cái lõi nó ra, vứt cái lõi đi lấy cái vỏ này thôi, ngâm rượu nhá. Cái này thì các bác ngâm có thể tầm 2-3 tuần trở lên là có thể sử dụng được. Giống này mang về ngâm rượu để bồi bổ sức khỏe, bổ thận tráng dương vô cùng là tốt luôn nha các bác ạ. Ai có nhu cầu mua về ngâm thì vui lòng liên hệ với Lượng nhá. Lượng mua giúp các bác một mức giá ổn định nhất nhá. Ở đây thì cũng có một ít này các bác ạ. Này. Bà kịch tím. Cái này thì đa số là bà con ở vùng cao họ đi lên đồi họ đào được thôi nhá. Chứ còn cái này mọc thiên nhiên không thể trồng được các bác ạ. Và cái này giống này thì bảo quản được rất là lâu luôn nhá. Để các bác có thể thấy quan sát được những cái củ bà kích này. Nói chung là từ trước đến giờ thì Lượng luôn luôn cung cấp các bác những cái mặt hàng ba kích này, tam thất, đương quy, sâm cau và nói chung là những cái đặc sản vùng cao là tươi, hoàn toàn là thiên nhiên nhá, không có tinh chất hóa chất bảo quản nào đâu các bác ạ. Các bác vui lòng cầm điện thoại lên và alo cho Lượng để Lượng mua giúp các bác nhé. Phiên chợ ngày hôm nay thì Lượng thấy họ bán cũng vô cùng là ít thôi, so với những cái phiên chợ khác thì họ bán khá là đông, khá là nhiều. Chắc là tại vì bây giờ đầu năm ấy. Ở khu vực trước mặt Lượng đây là khu vực họ bán những củ tam thất và nụ hoa bao tử tam thất này. Đây là nụ hoa bao tử tam thất này, các bác có thể mang về đun nước uống hoặc là pha nước uống như kiểu pha chè nha các bác nhá. Cái này thì có tác dụng an thần rất là tốt luôn này. Đây các bác à, những cái củ tam thất thì ở đây họ bán vô cùng là nhiều luôn này. Bác thảo hồ lựa chọn nhá. Và ai có nhu cầu thì cứ vui lòng liên hệ với Lượng để Lượng đi chợ lựa chọn để gửi cho các bác một cái mức giá và những cái củ đẹp nhất nhá. Bác có thể thấy này, củ rất là to, bây giờ đầu năm nên là những cái mặt hàng như này vẫn còn hơi khan hiếm một tí nhá. Đấy, nói chung là chỉ ở những cái chợ này thì mới có bán thôi, còn đi ngang chợ phiên khác ấy thì hầu như là không có nhá. Nói chung đầu năm này buôn bán này cũng hơi ít. Đầu năm này chị đi được mấy chợ rồi? Ui, chợ nào cũng phải đi chứ. Chợ nào phải đi à? Qua đi Cán Cấu à? Ôi, đây là nụ siêu bao tử tam thất này các bác ạ. Chào chị nhá. Nay bán được nhiều tam thất chưa chị? Nhiều rồi. 6-70 cân rồi cơ. Cái bên này thì mấy năm rồi đấy chị?
7 năm rồi em ạ. 7 năm rồi cơ à? 7 năm bây giờ củ nó bé thế? Không, nó ở trên mình là nó thế thôi, không to. Ui, cái củ này to thế. Mẹ 6-7 củ. 6-7 củ. Rất là nhiều luôn này các bác ạ, tám thất. Chị ơi, chị chọn cho em 3 cân cái loại này đi, để em mua về làm quà. Chọn em củ đẹp đẹp tí nhá. Xong em đi, tí em quay lại lấy, đi một vòng chợ đã. Một tí chợ họ tan mất. Cứ chọn củ đẹp đẹp to to đi. Các bác ạ, lượng đi chợ thì thấy ở bà cô, bà chị này bán rất là nhiều củ tam thất đẹp này, lượng mua một ít về để làm quà nhá. Các bác ạ, đây là những cái củ ngọc cẩu này, dùng để bổ thân tráng dương nhá. Hiện tại thì cũng là cuối vụ, màu nó sẽ bị ngả sang màu đen như thế này các bác ạ. Đấy, sẽ không được đẹp như kiểu cái hồi trước Tết nữa. Đấy, các bác ai có nhu cầu đặt thì chấp nhận lấy cái loại này thì lượng sẽ lấy gửi nhá, hoặc là lấy loại khô các bác ạ. Vì bây giờ nó cuối vụ rồi, hồi cái đầu giữa vụ thì nó rất là nhiều củ nên bà con cũng mang đi phơi khô khá là nhiều nhá, và lượng cũng mua về phơi khô rất là nhiều luôn. Các bác ai có nhu cầu mua về ngâm rượu bổ thân tráng dương thì liên hệ với lượng nhá. Ở đây thì Lương thấy hai bà cô bán cái giống đố này, họ đang mua về để trồng nhá. Ở đây thì họ bán ít gia vị thức ăn, mắc khén này, thảo quả này, hạt dổi này, rất là nhiều luôn. Đây thì họ bán một ít những cái củ sâm đương quy đây các bác ạ, rất là tươi nhá, họ vừa đào về thôi. Đó, xem tí nha bác nhá. Úi giời, củ này rất là to luôn này các bác ạ. Toán là củ đẹp thôi. 30.000. Không. 30.000. Ở góc ngoài này thì họ bán khá là nhiều những cái mặt hàng tương ớt này, đặc sản vùng cao. Mẹ ơi, bố anh phải lấy cả lọ. Cháu chào bà nhá. Lại đi làm rồi à? Dạ vâng ạ, cháu đi khai xuân ạ. Bà ông đi khai xuân à? Hôm nay bà ông đi phiên chợ đầu tiên à? Vâng. Mặc khén này, rất là nhiều. Có gì bà kia? Đây thì Lượng thấy họ bán một ít rau dớn này, rau dớn rừng. Này hoàn toàn là thiên nhiên nhá, cái giống này ăn rất là ngon luôn các bác ạ. Này chắc là họ chiều qua vừa mới lên rừng để hái này. Đây là nụ hoa bao tử tam thất này, cái này thì có tác dụng là an thần nha các bác ạ. Cái này mang về pha như kiểu pha nước chè uống ấy các bác ạ. Đây có đông trùng hạ thảo này, hắc kỳ tử này, đỏ và hắc kỳ tử đen nhá, và táo đỏ các thứ này rất là nhiều luôn. Bên này thì có sâm cau khô này, chuối hột này, và sâm đương quy nhá, táo mèo này. Đây là cái thuốc đau xương khớp này các bác ạ. Đấy, táo mèo này. Còn đây là cây mũ tần này, dược liệu rất là quý luôn đấy các bác ạ. Bổ thận tráng dương. Và đây là những mặt hàng nấm linh chi đỏ này. Cái này thì có tác dụng là tăng cường hệ miễn dịch này, điều trị các bệnh viêm nhiễm virus như cúm này, và điều trị các bệnh liên quan đến phổi này. Đấy các bác ạ, hen suyễn này, viêm phế quản này, điều trị bệnh tim mạch này, và những cái bệnh huyết áp cao, và điều trị những chứng bệnh thận hư nha các bác ạ. Cái này thì đa số là hoàn toàn thiên nhiên thôi. Cái này cách sử dụng là đây các bác ạ, mang về đun nước uống nhá. Trước mặt Lượng đây là khu vực họ bán rượu ngô này, một trong những cái đặc sản ở vùng cao Bắc Hà này. Đây thì đa số là rượu họ nấu từ men lá, hoàn toàn là thiên nhiên, uống không bao giờ bị đau đầu nha các bác ạ. Đây thì rượu ngô ấy thì họ đã có truyền thống từ ngày xa xưa rồi các bác ạ.
Đây là họ bán thịt lợn rừng đấy các bác ạ. Ăn này là ngắt như vậy à? Bì rất là dày luôn. Cháu chào chú nhá. Cháu quay tí nhá. Cái này mình bán bao tiền một cân đây chú? 350. Ôi. Chân giò thủ này rất là to luôn. Mảnh nó đây các bác. Ở đây hoa trời. Con này tầm mấy tạ đấy chú? Trước mặt là lượng đây là những bà cô người Hơ Mông, họ bán những cái đặc sản và dược liệu quý từ thiên nhiên nhá. Cái này thì họ đa số đi đào trên rừng về thôi các bác ạ. Đây là những cái củ sâm đương quy này, cái này các bác ạ. Cái này mang về đun nước uống hoặc là ngâm rượu nhá. Này rất là thơm luôn. Này có tác dụng trị những bệnh gan và một số bệnh. Đây là cái củ hà phù vô này, trị cái bệnh bạc tóc này và làm đẹp da cho chị em phụ nữ này. Này rất là nhiều sâm đương quy luôn các bác ạ. Các bác ai có nhu cầu mua về ngâm rượu thì vui lòng liên hệ với Lượng nhá. Và đây có một ít củ bắp kích tím này, bộ thận trắng dương. Và đây là những cái củ hà phù vô này. Đây là những cái củ tam thất nha các bác ạ. Cái này thì mà phải ngâm rượu hoặc là hầm gà thì rất là đẹp luôn này. Còn đây là nấm ngọc cẩu này các bác ạ. Nói chung là cái nấm ngọc cẩu mùa này thì nó sẽ không được đẹp mấy nữa nhá. Nó sẽ có màu thâm thâm rồi. Giờ là cuối vụ rồi các bác ạ. Đi sâu vào khu vực bên trong này là khu vực ẩm thực của chợ phiên này. Đây là cái cháo thắng phố ngựa này các bác ạ. Một trong những cái đặc sản của vùng Bắc Hà. Bạn ghen đi đây. Đồ đi. Ngon lắm này. Đấy, quá ngon luôn này. Này thắng phố ngựa nhỉ cô nhỉ? Thắng phố ngựa đây, thắng có trâu đây. À, đây là trâu đây, trâu có giả sách này. Trâu có giả sách. Ngon này, cái này tốt này. Một mình thôi, làm một bát. Nhặt cái con ngon này cho em ạ. Thế là bây giờ mới sớm mà đã vơi vơi rồi nhỉ? Tí gần trưa là không còn. Cái này chị còn phải đang đặt nữa đây này. À rồi. Đặt nữa nhưng mà tí nữa họ mình lấu xong rồi họ quay ấy. Đấy, chưa chưa, chưa còn không? Em mua một ít về nhỉ? Có, em phải chờ khoảng độ tầm 11, 12 giờ. Ok, ok, tầm chừng đấy em mới về mà. Ok. Các bác ạ, Lượng đang đi khám phá chợ thì đến khu vực ẩm thực của chợ Phiên thì Lượng gọi một ít thắng phố ngựa ra để thưởng thức này. Đây thắng phố ngựa thì có bán nước chấm rất là đặc biệt nha các bác ạ. Đặc sản ở vùng cao. Bác phải thấy ba thắng phố này rất là ngon luôn nhá. Giờ Lượng sẽ ngồi thưởng thức đã xong rồi, mời các bác khám phá chợ Phiên tiếp cùng Lượng nhá. Đây, mời các bác ăn sáng cùng Lượng nhá. Cầm cái cành ra chị cắm nhờ thì nó bảo biết cái hình người mất. Cái món ăn ở đây thì rất là ngon nhá. Thịt gà họ thả rông và thịt lợn không nuôi cám thành trắng. Đây là thằng cố ngựa, thằng cố trâu đi anh. Trâu. Trâu à? Theo anh thì trâu ngon hơn hay ngựa ngon hơn? Trâu ngon hơn hay ngựa ngon hơn? Nói chung là tùy từng người thôi. À vâng. Người nào thích ăn kiểu gì, nhưng mà trâu thì nó ít mổ. Đấy, trâu nó giá trị, nó tiền nó cao hơn đấy. Cái thằng cố là cho tất cả những cái bộ phận của con trâu vào ấy nhỉ? Tất cả nội tạng, thịt. Cái đây là cái gì đấy? Sả là? Sả, cái này là lá thằng cố. Lá thằng cố à? Lá thằng cố, hành,
trông ngon nhỉ. Em vừa ngồi ăn ở trên kia xong không, ở đây ăn thắng phố trâu, vừa ăn thắng phố ngựa xong. Ê, trâu. Vâng. Bởi vì trâu này ít người ta mổ. Dạ, bởi vì giá trị tiền của nó lớn. Ở trên này thì hay mổ ngựa nhỉ, vì là nuôi ngựa nhiều hơn trâu. Chắc là ngựa nhiều hơn. Bởi vì giá trị con trâu này người ta dùng vào cái việc lớn này. Trong mặt lượng đây thì thấy họ bán một ít gia vị thức ăn như kiểu mắc khén này, hoa hồi, hạt dổi và ớt khô. Và đây họ bán bánh rán này. Và bên này là khu vực họ bán dao. Những cái mẫu dao chặt thì rất là nhiều luôn này các bác ạ. Đây đa số là họ rèn từ nhíp ô tô nha các bác. Chào cô nhá, cái này mình rèn từ nhíp ô tô à? Ừ, nhà mình, ông mình làm đấy, ông mình làm rèn đấy. Dạ vâng. Thả má chặt mà. Này chặt xương không bao giờ sợ bị mẻ đâu nhở. Đấy, cái này này thả má chặt xương, đâu có cả chứ. Thả má chặt. Về chặt thịt gà thôi. Chặt gà chặt xương thả má chứ chặt xương. Đây là những cái chai mật ong rừng này các bác ạ. Này thì họ lên rừng làm việc, lên nương. Họ thấy họ lấy về họ vắt ra mang ra chợ bán. Đây các bác có thể quan sát được những cái gian hàng ẩm thực của chợ phiên. Nói chung là rất là đông nhá. Bây giờ thì những cái chợ phiên khác ấy thì rất là vắng người, còn ngược lại chợ phiên Bắc Hà thì lúc nào cũng đông thôi, kể cả những ngày đầu năm như thế này. Chào hai em nhá, mình có bộ trang phục đẹp nhỉ. Bộ này thì mình mua hết bao tiền đây em? 3 triệu cơ à? Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 13 tuổi à? Chết, có bản quyền bay chưa? Quyền chưa? Cháu chưa chồng nhá. Chơi đi kìa. Dư 10 triệu này anh, 15 triệu. Anh của kênh nào đấy anh ơi? Dạ? Anh của kênh nào đấy? Em miền núi Tây Bắc. Miền núi Tây Bắc à? Vâng. Chào chào các bà nhá. Nay bán được nhiều hàng chưa bà? Có lẽ là bà cô họ không hiểu được tiếng phổ thông các bác ạ. Đây là hai chị em người Hơ Mông Hoa, họ đang trong mình những cái bộ trang phục truyền thống rất là đẹp luôn. Phong lan đẹp anh nhỉ? Cái này bán bao tiền đấy? Giá? 150 cái đấy. 150 à? Cái này gọi là phong lan gì đấy ạ? Quên tên rồi. Giống này sắp nở hoa rồi. Đây là cái nụ hoa nói đấy đúng không? Đẹp nhỉ? Đây thì là tròn. Đây là khu vực họ bán chim cảnh này. Để Lương vào đây khám phá xem họ có những cái chú chim gì bán trong phiên chợ ngày hôm nay. À, đây là họ có ít gà này. Đây mấy con gà gô đấy rất là đẹp luôn này các bác ạ. Chả mào này, hiểu đen này, rất là nhiều các bác ạ. Đây, con hiểu đen này rất là thuần rồi nhé. Và đây là con chim họa mi. À đâu, mình nói nhầm, đây là con chim trích chòe than.
à, chích về lửa. Còn này họ nuôi cũng khá là thuần rồi. Ở bên trong này thì đa số là chim chó mào thôi. Này họ bẫy được và họ nuôi được từ bé, bây giờ mang ra chợ để bán này. Cháu chào chú nhá. Chú ơi, cháu hỏi tí, đây là cây mây rừng đây à? Cái này mình dùng để làm gì đây à chú? Cái này mình dùng để làm gì à? Dùng để làm cái mũi trâu ấy. À. Chú làm gì? Là cái để xỏ qua mũi con trâu. Rất là nhiều anh em mang rừng. Đang quay ẩm thực. Đây gà đen này. Đây gà đen nhưng mà được nuôi bằng đây là một